khách đến đặt 2 tỏi mua trường hương. Khỏe mạnh đẹp tuyệt vời luôn. Tách bay là gì đấy bà con, 3 tháng 3 tháng rưỡi. Trường hương giống khi tách bầy thì bà con thấy nó nằm nó ngủ nè, 3 tháng rưỡi nha bà con. Đảm bảo tròn khỏe mạnh, mặt trắng, chân dài đuôi dài trường hương nha. Bà con đến tham quan đến số 79 đường Phạm Ngọc Thạch, khóm 10 phường 1 thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Trường này chích vaccine đầy đủ cho bà con cứ yên tâm về trong cái vấn đề này đó. Đảm bảo với bà con về số lượng cũng giống như chất lượng đó. Chúng tôi tách một bầy một con và chúng tôi cho vô lồng để giao khách hàng, đảm bảo với bà con là tròn tốt khỏe mạnh đó. Bà con thì lựa thoải mái, chúng tròn to con. Con thấy đã không? Rất là thân thiện luôn. Chúng tôi tách chuồng hương ra 30 con, 20 cái, mượn được ngày mai giao cho bà con. Bà con đến số 79 đường Phạm Ngọc Thạch, khóm 10 phường 1 thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xem thực tế nha. Đó, đảm bảo chuồng khỏe mạnh đẹp dài đò. Có phát nước đây nè, nước để chính giữa nè ha. Câu này bà con thấy chuồng đẹp không qua cụt cái dây cửa đây phát. Đây nè, tôi đang cắt. Báo trên được